Vâng, thưa xin kính chào các anh chị em, xin kính chào quý thầy, xin kính chào quý cô, các vị tu sĩ của các tôn giáo. Kính thưa các anh chị em, kính chào thưa quý thầy, xin kính thưa quý cô. Bởi đây thêm ngày hôm nay, rất muốn được chia sẻ với các anh chị em một cái đề tài ai ngu, ai khôn. Trong cái câu chuyện gọi là câu chuyện vaccine đang diễn ra chung quanh chúng ta, tôi nghĩ rằng chúng ta đã có một cái sai lầm rất lớn, một cái nhận định và những phát biểu mang cái tính cách nó hết sức là sai lầm. Đó là chúng ta đã vô tình hay cố ý mà trở thành là chúng ta lăng mạ nhau. Bối cảnh của thế giới ngày hôm nay nói chung và bối cảnh giữa chúng ta với nhau, những người Việt Nam với nhau nói riêng, nó đã đang xảy ra cái bối cảnh bất đồng hết sức lớn giữa những người chưa tiêm vaccine hay là không tiêm vaccine COVID với những người chống lại cái lệnh cưỡng bức vaccine. Những người chống lại cái lệnh cưỡng bức vaccine, nó có những người đã tiêm rồi, một mũi hoặc hai mũi. Và song song đó cũng có những người không tiêm, cương quyết không tiêm cho tới giờ này. Tôi nói rằng là cho tới giờ này bởi vì ngay như bản thân tôi, trong 2-3 live stream trước đây, tôi đã từng nói là rất có thể tôi sẽ phải là người đi tiêm, vừa phải trả tiền tiêm, vừa phải trả tiền phạt để tiêm. Và tôi sẽ, trong một cái trường hợp nhất định, tôi không muốn, nhưng mà có thể sẽ phải xảy ra chuyện đó, thì tôi mới có thể di chuyển được, tôi mới có thể đi đây đi đó được. Ước mơ của tôi, hoài bão của tôi là quê hương của tôi chứ không phải ở cái xứ sở này. Và khi quê hương của tôi cần, bằng mọi cách tôi phải có mặt. Trong đó có cả cái cách tôi phải tiên trịnh. Vì thế ngày hôm nay chúng ta, tất cả chúng ta đang là nạn nhân. Chúng ta nói đến hai chữ thức tỉnh. Thức tỉnh về vaccine. Có một cái sĩ số khoảng 10% đến 20% đã đâu đó gọi cái chữ là thức tỉnh của vaccine. Bởi vì đây là những người đã tin vào vaccine và nhiều người đã lãnh nhận hậu quả. Đối với tôi, suốt 6-7 tháng này đã có quá nhiều live stream tôi đề cập đến câu chuyện vaccine. Nó rất tốn thời giờ. Và từ câu chuyện vaccine, nó nhảy qua một cái lĩnh vực là cùng với nhau đi tìm tòi, phối hợp với nhiều kiến thức khác để tìm ra những cái phương thức, phương cách để hóa giải những tiêu cực của vaccine. Các anh chị em báo lại xem như thế nào, âm thanh như thế nào, xin báo lại. Nếu 4 người, 3 người, 4 người xác nhận rằng âm thanh nghe được và chỉ có 1 người xác nhận là âm thanh nghe không được, thì tôi sẽ giữ theo cái số đông. Các anh chị em báo rằng là nghe tốt theo số đông thì tôi sẽ giữ theo số đông để tôi không có phân tâm vào cái chuyện âm thanh nữa. Đối với chúng tôi, đây là một cái kỹ thuật để làm phân tâm. Xin cảm ơn anh Huỳnh Công Bạch. Là một cái kỹ thuật mà họ đã, tức là những người gọi là những người truyền thông, gọi là truyền thông to, những big media, họ đang trong cái giai đoạn cuối. Tôi gọi là giai đoạn cuối là bởi vì tôi coi cái tiến trình truyền thông, nắm truyền thông của họ đó, nó đã kéo dài khoảng 200 năm rồi. Tức là bắt đầu rửa não, bắt đầu tẩy não đã khoảng 200 năm rồi. Ngày hôm nay cái giai đoạn cuối cùng, sự tẩy não của họ nó đã thành công.
và nó đi đến một cái chuyện nó thanh tẩy, nó tẩy chính sinh mệnh, tức là thanh lọc, thanh tẩy theo cái quan điểm tiêu cực về dân số, về loài người. Và câu chuyện vaccine nó là một cái nhánh trong cái mục tiêu đó. Vâng, thưa các anh chị em, như vậy thì tôi sẽ giữ cái ngày thêm này, tôi sẽ không có đụng tay đụng chân vào. Nhưng anh chị em nghe không đổi, tôi xin cáo lỗi, bởi vì chúng ta không có thể làm được hơn. Thưa các anh chị em, trước mặt tôi ngày hôm nay là này. Này là Ngũ Trâm Tùng, do một người cư sĩ tận tay hái. Ngũ Trâm Tùng tức là một loại tùng đặc biệt của vùng Nam Việt cách đây hơn 2.000 năm. Vùng đất của Việt Vương Câu Tiễn. Ngũ Trâm Tùng tức là thông kim năm lá, cực kỳ hiếm tại Pháp. Và chúng ta trong 3-4 tuần lễ vừa qua đã có rất nhiều những anh chị em tìm tòi những cái phương cách, những cái phương thuốc để làm giảm thiểu những tác hại của vaccine. Ngày hôm nay tôi đề cập đến cái chữ tỉnh thức, không phải có ý nghĩ rằng đã có những người ngu và đã có những người khôn. Anh em chúng ta đối xử với nhau, nói qua nói lại, à những thằng này là ngu, những thằng kia là khôn. Lá thông núi đá hả bác? Thưa không, cái này là ở bên Pháp người ta trồng, nhưng cái giống của nó tôi có hái quả của nó. Sở dĩ đó chúng ta thấy là cái quả của nó đó, tức là những cái cây thông nó ở dưới gốc thường á, là bất cứ một thứ cây gì khi mà lá nó rụng hoặc là hoa quả trái nó rụng thì thế nào nó cũng có cây non ở dưới. Tuy nhiên thông, đặc biệt là thông năm lá, là tìm muốn điên lên không thấy một cây nào. Và anh em chúng tôi đã có một cái cơ duyên là, tức là những người làm nghề, gọi là làm nghề chạy xe ban đêm, là dừng lại ở những cái cây này. Và các anh em ấy cấu, tức là cấu những cái ngọn. Và khi mà ban đêm vừa, tức là lấy ngọn xong và ngồi chờ khách ở trên những cái cây này đó, tức là bên cạnh những cái cây lớn này đó, thì phát hiện một chuyện là những con sóc nhỏ. Những con sóc nhỏ. Sóc là một loại ăn đồ ăn rất là tinh khôn, tức là ăn hạt hết sức là tinh khôn. Thì từ trên cây, trên quả, khi mà cái trái này nó bắt đầu nó há cái mép này ra, là những anh sóc đó, là những anh ấy bằng mọi cách, anh rất là khôn ngoan, anh rất là khôn khéo, anh móc cái hạt ra. Và vì thế những hạt rớt xuống đất ấy, thì hầu hết là không còn cái hạt ở bên trong. Vì thế đó anh em chúng tôi hái những trái ở trên cao và là những trái nó chưa có há ra, tức là nó vẫn gần như là nụ. Và về rồi cắt ra làm đôi. Cắt ra làm đôi và sấy, tức là phơi sấy, thì nó mới, khi nó xòe ra đó là nó rớt ra hạt. Một cái quả như thế này thì chỉ có khoảng chừng 15 hạt mà thôi, chứ nó không có nhiều. Và một số anh chị em ở bên Úc nói rằng nhân giống của nó, ương giống của nó rất là khó. Đó là lý do trong các cái tiệm cây Pháp, là những cái tiệm bán cây đó, là họ có rất nhiều kỹ thuật để nhân giống, để ương. Nhưng tìm thông năm lá đó, đặc biệt là cái Ngũ Trâm Tùng này đó, là điên luôn, không ra được. Vì thế đó là chúng tôi
hái về và chúng tôi ươm. Một số trái anh em chúng tôi cũng sẽ đi hái cái loại ngũ trâm tùng này, và cái loại trái dài hơn là loại thông Himalaya để gửi về Việt Nam, thông năm kim gửi về Việt Nam. Và rất mong, tôi tha thiết cầu xin các anh chị tại Việt Nam có kiến thức về nông nghiệp, xin ươm và trồng những loại thông này, tức là thông kim năm lá, đặc biệt là thông Himalaya và thông ngũ trầm của đất Việt Vương Câu Tiễn xa xưa, từ hơn 2.000 năm trước. Thời Việt Vương Câu Tiễn, cái chuyện mà chống độc, cái chuyện mà loại độc thủy ngân là đã có từ thời Việt Vương Câu Tiễn, và họ dùng cái này để thải độc thủy ngân. Thải được độc thủy ngân thì cái chuyện nano vaccine là vớ vẩn. Thưa các anh chị em, chắc là tôi sẽ phải xin các anh chị em khoảng nửa phút để tôi chạy lại. Tức là tôi lên một cái màn hình phụ để có thể đọc được comment các anh chị em. Chứ nhìn trên màn hình này là tôi không có nhìn thấy gì cả. Các anh chị em cho tôi khoảng 10 second. Trên này có anh Lâm Tiến, anh xác nhận lên đây là có trồng 100 năm đấy, thì thằng quyết còi nó cũng chặt phá làm sân gôn thôi. Trên này có anh Lâm Tiến, anh xác nhận... Vâng, thưa anh, 100 năm nữa thì đến 10 dòng họ của thằng quyết còi nó cũng đã chết mẹ nó rồi. 2 năm nữa thôi, chúng nó không chết cắt đầu tôi đi. Chế độ Cộng sản Việt Nam không gục đầu xuống ăn cứt, cắt đầu tôi đi. Tôi nói trước bản dân thiên hạ, tôi không nói ở góc nhà nào, tôi không chui vào trong góc nhà nào, tôi nói có danh dự của tôi. Vô Minh thuyết phục người thân và bạn bè đã tin chịu uống thì chúng ta đừng nên nói là trục tẩy, chỉ nên nói là nó tốt cho sức khỏe. Thưa anh Vô Minh, tôi chỉ có đồng ý với những điều anh gợi ra, nó có một nửa. Và tại sao? Thuốc, cái dẫn thuốc, dẫn được chất thuốc, nó là ý thức. Cho nên tại sao có những rất nhiều những cái chuyện gọi là giả dược đã xảy ra. Thậm chí ngay cái chuyện tiêm vaccine, rất nhiều người tiêm giả dược, rất nhiều người được tiêm giả dược và rất nhiều người bị tiêm giả dược. Bị tiêm giả dược nghĩa là những người mong rằng mình được đi tiêm, mong rằng mình được tiêm thuốc thật, nhưng cái thằng bán nó xạo ké, nó chỉ là nước cất thôi, nó không phải là vaccine. Nhưng cái tâm lý nó dẫn chúng ta rằng chúng ta khỏe mạnh. Chính cái ý thức đó nó làm cho chúng ta tự tin rằng chúng ta chống được vaccine, chúng ta chống được Covid, bởi vì chúng ta đã trích vaccine. Rất nhiều cái trường hợp như vậy. Bệnh tật từ cả hàng ngàn năm nay nó đã có cái chuyện giả dược như thế rồi. Đó là nói theo cái chiều hướng gọi là tiêu cực. Cả hàng ngàn năm nay có những chuyện giả dược để cho người ta dùng chính cái sức mạnh của ý thức để thành công. Trong chúng ta cũng vậy, ngày hôm nay cái câu chuyện thải độc nó đầu tiên phải đến từ ý thức. Không có ý thức thì thông kim đến 1 triệu kim cũng vứt đi. Cho nên người thân của chúng ta ngày hôm nay đang là cái chuyện, câu chuyện mà chúng ta nói là ai rốt ai không. Chúng ta không có ai khôn, ai rốt không có ai khôn, không thằng nào khôn hơn thằng nào cả. Cho nên stop cái chuyện là cái thằng đó nó ngu, nó tiêm rồi, nó không đi, nó không tiêm, nó lấy gì nó ăn, nó cạp đất nó ăn.
nó phải đi làm, vợ ta phải đi làm, con ta phải đi làm, muốn đi làm phải chồng biết cho chúng nó chích. Cả một thế giới ngày hôm nay trở thành nạn nhân. Và tất cả chúng ta, những người tự hào rằng à tôi khôn lắm và tôi không tiêm, nhưng anh chống lại cái lệnh đó được đến bao lâu? Anh vào rừng này, anh vào rừng anh sống được không? Anh sống được một năm thôi, làm sao anh sống được tới 2 năm ở trong rừng không có tiếp viện, không có tiếp cận gì hết? Mà trong cái bối cảnh của thế giới ngày hôm nay là bối cảnh hỗn độn, nạn đói sẽ đến với chúng ta. Rất nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam, và đặc biệt là anh Tàu, sau cái chết liên quan đến Covid, liên quan đến cái chuyện vaccine, tôi gộp chung cái chuyện vaccine vào là bằng cái chuyện Covid, sau cái chuyện chết do con cúm Tàu, do con cúm của tập đoàn ngầm, thằng Tàu chỉ là thằng phát tán thôi. Những cái tập đoàn ngầm, những thằng Bill Gates, những thằng Fauci, những cái tập đoàn gọi là tập đoàn khủng bố, tập đoàn mafia Khazaria đang thống trị thế giới này. 13 dòng họ gọi là khổng lồ giàu có nhất của Do Thái được thống trị bởi bọn nào? Gọi là cái bộ tộc Khazaria. Cái bộ tộc Khazaria, cái đất cổ của chúng nó, đất tổ của chúng nó là bây giờ đang nóng bỏng lên. Mà chúng ta nhìn vào cái chuyện thời sự thế giới đó, chúng ta nhìn ở cái chuyện này là chuyện Nga đánh nhau với Âu Châu. Nga và NATO choảng nhau, hăm he choảng nhau ở cái vùng đất Ukraine. Cái vùng đất nó liên quan đến thằng Phạm Nhật Vượng của Việt Nam, thằng tỷ phú Phạm Nhật Vượng của Việt Nam. Và nó có liên quan gì đến nhau không? Trong cái chuyện thằng tỷ phú Phạm Nhật Vượng tại Việt Nam ngày hôm nay, cái gọi là VinFast, VinFẹo gì đó, nó đem sang bên Mỹ và nó đem sang bên Mỹ, khi chúng ta nhìn nó chúng ta thấy ngay nó là thất bại, nhưng nó vẫn đem sang bên Mỹ. Nó biết, ai cũng biết là sản phẩm của nó chó mua. Xe VinFast, xe VinFast chỉ có chó nó mua thôi, hoặc là thằng bố của con Cao Kỳ Duyên nó mua thôi. Nó mua để nó đốt xuống Âm Phủ, tức là con Cao Kỳ Duyên nó mua cái xe để nó đốt cho thằng bố của nó chạy ở dưới Âm Phủ. VinFast sang Mỹ là như vậy. Khi nó nhìn thấy là sẽ thất bại như thế, làm sao mà tranh cái gì, tranh chấp cái gì? Thí dụ anh đem củ khoai lang, anh sang bên Mỹ, anh có thể tranh được. Anh đem lúa của anh, lúa của đồng bằng sông Cửu Long, anh làm sạch sẽ, anh làm đàng hoàng, anh làm nghiêm chỉnh, anh sang bên Mỹ, anh còn có thể cạnh tranh được. Chứ đâu mẹ anh đem cái xe gọi là xe VinFast của anh để mà anh cạnh tranh với cái thị trường ở Mỹ, tức là đem xe hơi để cạnh tranh với thị trường Mỹ. Nó khác gì cái chuyện thằng Tàu gọi là cạnh tranh với thằng Mỹ, cái chuyện hỏa tiễn. Tất cả là những chuyện không biên, chỉ có bọn ngu mới tin theo tụi nó thôi. Và chúng ta cũng là vinh hạnh có một gọi là MC rất là huyền thoại của chúng ta, gọi là Nguyễn Cao Kỳ Cục, Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Nó là một cái chuyện thô bỉ, nó cực kỳ là thô bỉ. Nó là cái chuyện đánh bóng, nó là cái chuyện chuẩn bị sân bãi đá, giống như cái chuyện tụi thằng Phạm Minh Chính nó đi sang Anh Quốc và chúng nó gọi là làm ra một cái quỹ, một cái nhân vật gọi là thổi lên rất là to, thổi nhét ống đu đủ vào đít, thổi phùng lên, cứt phun ra đầy mồm chúng nó. Chúng nó vẫn vỗ tay hoan hô. Dân Việt Nam đói thế mẹ. Trẻ con Việt Nam, miền Tây Bắc của Việt Nam đi học đi qua sông không có cầu để đi, không có thuyền để qua, đi qua sông, đi qua suối bằng cái, những cái cầu dây, những cái cầu treo, hoặc là bằng cái chuyện chui vào trong bao ni lông. Chuyện này chuyện không đùa, chuyện này không phải là chuyện tếu, chuyện này là chuyện thực, chuyện nước mắt, chuyện máu, chuyện xương của chúng ta. Và chúng nó đem một lô, một lốc tiền bạc như vậy, tiền đó tiền của ai? Lương của chúng nó được bao nhiêu? Tài sản của chúng nó gọi là chuyên chính vô sản của chúng nó được bao nhiêu? Mà nó đem hàng tỷ, hàng tỷ, hàng tỷ như vậy để đem sang bên Anh Quốc
cho, tức là biếu cho một cái quốc gia mà chúng nó đi trên tiền, nó đạp trên tiền, nó thừa tiền. Vậy chúng ta phải tìm hiểu rằng à, đó là một mình cái con mẹ đó nó làm cái chuyện đó, hay là cả một tập đoàn, một tập đoàn đỏ, một tập đoàn khỉ đỏ đít nó làm cái câu chuyện đó. Và tại sao nó phải làm câu chuyện đó giờ này? Trở lại cái chuyện Phạm Nhật Vượng, tại sao cái VinFast của nó bao nhiêu người hết sức là khôn ngoan, đem lòng tin của, gọi là lòng tin của heo, lòng tin của bò đặt vào cho cái công trình ghê gớm, thương mại ghê gớm, công ty ghê gớm, xí nghiệp ghê gớm đó là VinFast, để làm xe hơi, chế tạo xe hơi, gọi là đứng đầu, thậm chí là đứng đầu thế giới. Đù mẹ, chỉ có cái bọn cực kỳ ngu, cái này là tôi nói là ngu, mới đầu tư vào trong cái chuyện đó. Và ngày hôm nay, trong những cái chuyện đầu tư một lô một lốc như vậy, kể cả là cái tiền bạc của ngân khố quốc gia, gọi là tiền bạc của nhà nước Việt Nam, tiền bạc của nhà nước Việt Nam nó đem sang bên đó, nó đầu tư vào trong cái chuyện VinFast. Và bây giờ đùng một cái, VinFast đã đem sang bên Singapore, tất cả tiền bạc, tất cả vốn liếng của VinFast đem hết sang bên Singapore. Chúng nó giải thích với nhau rằng à, vào Singapore thì mới ra được thị trường chứng khoán của thế giới. Cái đó là cái trò láo xạo. Tiền bạc đó là một cái cách, gọi là cách rút máu. Tiền đó là tiền của dân, tiền đó là tiền của nhà nước, mà nhà nước là của ai? Là tiền của dân. Nó đem ra bên ngoài hết đấy. VinFast đem ra bên ngoài hết. Cái bọn Phạm Minh Chính và cái con điên của Vietjet đem sang bên Anh Quốc cũng là cái trò trốn chạy để dọn sân, để dọn bãi, và đem tiền bạc đi để làm tài sản lưu vong. Hãy nhìn thật kỹ, há mồm ra, những người đã gọi là chót dại khôn để đầu tư vào VinFast, đầu tư vào cho bọn Phạm Nhật Vượng ngày hôm nay còn là zero, trắng bệch. Người ta nói là ngu, gọi là ngu này là ngu tột độ, chứ không phải là ngu có cấp độ, mà ngu này là ngu tột độ. Ai vừa mới comment lên đây là liên quan cái nick Thông Kim. Vô Minh, 40 hecta rừng thông nguyên sinh Lâm Đồng hôm nay bị đốn hạ mà kiểm lâm không biết, đó là tại sao? Vâng, cảm ơn anh Vô Minh. Tôi nghĩ câu này anh Vô Minh trả lời được. Tại sao phải hỏi anh thế? Chị Hạnh Phạm, lúc đó chúng nó làm phân bón cho cây rồi, chúng ta không cần đâu, bắn ra biển hết. Chứ còn cái bọn đó nó là dơ đất của chúng ta, đất của chúng ta là đất quý, dòng giống của chúng ta là dòng giống quý, dòng giống của chúng ta là dòng giống bị bách hại, mẹ, không phải là bách hại 1.000 năm, ít nhất là 4.000 năm dòng giống của chúng ta bị bách hại, mà ngày hôm nay chúng ta còn một nhúm này mà không gìn giữ với nhau, không biết gìn vàng giữ ngọc thì này là dốt đấy. Tôi nói thẳng này là dốt đấy. Ngày hôm nay trước một cái thảm họa, mọi người đều trở thành nạn nhân của vaccine, gọi là vaccine rổm, vaccine tào lao, tất cả đều là nạn nhân đấy. Thì có còn sót lại 50 năm nữa, còn sót lại là còn sót lại những đứa ngày hôm nay bắt đầu sinh ra, hoặc là chúng ta giữ gìn được những đứa 5-6 tuổi mà chúng ta không cho chúng nó chích. Tức là chúng ta giữ được để chúng nó không chích. 50 năm sau chỉ còn những đứa đó mới là những đứa tinh tuyển, những đứa nguyên tuyển. Còn những đứa đã chích rồi đều sẽ si gà que cách này hay cách khác. Chúng ta đang cật lực tìm với nhau. Tôi nói cái câu chuyện này không phải tôi ngồi một chỗ tôi nói cho nó sướng miệng rằng à, các anh ngu, các anh chích hay là thế này thế nọ, cái đó là tào lao. Tôi lập lại, stop, chúng ta đều là nạn nhân, không thằng nào khôn hơn thằng nào, không thằng nào ngu hơn thằng nào hết. Nếu tôi khôn, tôi không sống cuộc sống nghèo như thế này. Tôi là thằng ngu cho nên tôi mới nghèo như thế này. Sống ở xứ Pháp ngày hôm nay trên răng dưới gái,
thằng nói tào lao giờ giấc có được là nhăm nhe đi lên nói tào lao, đi lên nói gọi là à nói để xây dựng cái gì đó cho mình, làm đẹp cái gì đó cho mình. Đó là rất nhiều những suy nghĩ của những người gọi là trí thức, những người có gọi là có học đang dành cho tôi. Tôi chấp nhận, không dám cãi. Nhưng tôi vẫn phải nói. Tôi nói vì cái dòng tộc này, cái dân tộc này 4.000 năm rồi, 5.000 năm rồi, bị đuổi từ phương Bắc đuổi xuống phương Nam, bị dí chết cha chết mẹ này. Nó ám vào cái chữ Việt. Việt là gì? Vượt. Dòng tộc của chúng ta ngày hôm nay không còn gọi là tinh hoa như 2.000 năm trước nữa, tức là những người của 2.000 năm trước. Ngày hôm nay chúng ta đối diện với một sự kiện mới, chúng ta pha phôi, bản gen của chúng ta pha phôi quá nhiều. Có một số các anh chị em nói là à tại sao Sài Gòn chết nhiều như vậy trong cái thời kỳ vừa qua mà Hà Nội vẫn không, tức là không có chết nhiều. Và các anh chị em trả lời là à đó là bởi vì người Hà Nội biết tuân phục, biết kỷ luật. Nói cái đó là kiến thức của kẻ ngu đấy. Người Sài Gòn chết nhiều là bởi vì vấn đề chủng tộc, vấn đề sắc tộc, vấn đề ADN, bản gen, cái vũ khí. Corona đó là vũ khí và nó đánh vào Ấn Độ. Bản gen của Ấn Độ là trùng với bản gen của Đông Nam Á, bản gen Malaysia. Và nói đến Đông Nam Á là nói đến cộng đồng miền Tây của chúng ta, là nói đến những anh em Khmer, là nói đến những anh em Phù Nam. Bản gen của người Sài Gòn gọi là của người Kinh, người Kinh. Đối với tôi nói phải tuyệt, người Kinh là gì? Người Kinh là người Mân. Người Mân Việt bị trôi dạt xuống phía Bắc cộng với người Lạc Việt, pha máu với người Lạc Việt, làm ra cái gọi là cái vùng ADN của miền Bắc của Việt Nam, gọi là vùng ADN Việt sông Hồng. Còn vùng ADN Việt sông Cửu Long là một cái dòng ADN đó gọi là đa dạng ADN, đa dạng chủng tộc. Chúng ta pha phôi hết. Từ Quảng Nam, Đà Nẵng vào là chúng ta pha phôi, chúng ta trộn máu với nhau. Không còn một cái cột ADN nào là tinh tuyển. À thằng này là Mân Việt, đấy, thằng này là Lạc Việt. Đấy. Ngày hôm nay chúng ta pha phôi hết. Những giống Việt, những giống dân của đất phương Nam chúng ta pha phôi với nhau hết. Trong dòng máu của tôi chắc chắn có ADN, cột ADN nào đó của người Champa. Trong dòng máu của những người thân yêu của tôi chắc chắn có những người mang dòng máu của người Chiêm Thành hay là của người Khmer hoặc là của người Tây Nguyên, người Phù Nam. Sự kiện này nó đang đòi hỏi chúng ta có một cái tầm nhìn mới cho vấn đề gọi là đa chủng tộc, đa sắc tộc, đa văn hóa của chúng ta. Có nhận ra được thì mới biết sám hối. Có nhận ra được mới rửa ráy được những cái gọi là ân oán của nghiệp hận. Ngày hôm nay một nửa nước của chúng ta là đất đai của người khác, đất đai của nền văn hóa khác, đất đai của nền văn minh khác, đất đai của bản ADN khác. Mà tiến được vào tới phương Nam không phải là vừa đi vừa hát, vừa đi vừa cười. Hai bên máu xương đã đổ biết bao nhiêu, cả một dân tộc gọi là dân tộc bị thua cuộc, Champa đã bị san phẳng. Thần, dân tộc nào cũng có thần của họ, sắc tộc nào cũng có thần của họ, thần linh của họ, và họ không mất đi. Chính vì cái chuyện họ không mất đi, ngày hôm nay chúng ta suốt qua một cái chặng dài gọi là từ năm 1945 đến ngày hôm nay, chúng ta sắt bất sang bàn. Cái khởi nguyên căn bản của sất bất sang bang, cái tiền nghiệp của chúng ta không nhận ra cái giá trị tiền nghiệp đó thì không mở ra được cái chìa khóa để giải quyết vấn đề trong những năm sắp tới và trong tương lai của chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta đang đứng trước một cái thảm họa
thảm họa đó là bản gen ADN của chúng ta đang bị khủng bố, đang bị tiêu diệt. Và đây là cái giai đoạn cuối cùng. Chúng ta đang bị trôi nổi trong cuộc khủng hoảng của cả thế giới. Nước Mỹ nếu 2 năm nữa, 3 năm nữa không trở lại bình thường, không định danh được là một quốc gia tự do thật sự, một quốc gia cộng hòa thật sự, một quốc gia có kỷ cương thật sự, thì nước Mỹ tan, nước Mỹ vỡ vụn, nước Mỹ thành vô số những thứ ăn mày. Bởi vì cả nước Mỹ đâu cũng là cướp hết. Ngày hôm nay cái chuyện cướp bóc nó đã tràn lan nước Mỹ rồi. Nước Mỹ là cái nước mà súng ống tràn lan, thằng nào cũng có thể có súng hết. Và khi mà cái kỷ cương không nghiêm thì súng đó nó sẽ giết nước Mỹ. Đạn đó nó sẽ giết nước Mỹ. Văn hóa đó giết nước Mỹ. Gọi là cái cộng đồng da đen nó sẽ là một cộng đồng tự nó đứng lên để nó giết nước Mỹ. Giết cả người da trắng, rồi chính nó, chúng nó sẽ giết lẫn nhau. Tại sao tôi gọi là nó có vẻ khinh miệt như vậy? Nói điều này không phải là đối với tôi là kỳ thị người da đen hay là tôn vinh người da trắng. Thượng đẳng, cái giống thượng đẳng của da trắng là gì? Khazaria. Giống Do Thái thượng đẳng, Khazarian Mafia. Đối với tôi, chúng là Satan. Chúng là quỷ. Và cái vòi bạch tuột của chúng nó mò vào được tất cả những hệ thống chính quyền của khắp thế giới suốt 200 năm qua. Mò vào được cả Vatican. Trong những tháng sắp tới, rất nhiều người sẽ bật ngửa về những sự thật được bóc trần ra tại Vatican. Và chính chúng ta có đủ can đảm để đối diện với sự thật hay không? Hay chúng ta vẫn giữ một cái thái độ là tất cả những gì chúng ta đã được hiểu biết, tất cả những gì cái ông linh mục đó đã dạy cho chúng ta, những gì ông giám mục đã dạy cho chúng ta, nó là kim cương, nó là sắt đá, không gì có thể thay đổi được. 1-2 năm nữa sẽ phanh phui ra hết. Và lúc đó chúng ta tỉnh ngủ hay chúng ta còn tiếp tục ngủ, cái đó là quyền của chúng ta. Chúng ta có thể chết trong sự ngu dốt hay là chúng ta sống trong sự chiến thắng, đó là quyền của mỗi người. Chúng tôi là những người như những con chim báo bạo. Thưa các anh chị em, chúng ta ban nãy tôi có đề cập đến cái chuyện Ukraine đang ổn lên, và chúng ta quan sát vào cái chuyện là của Ukraine là chúng ta nhìn giống như cái chuyện Crimea của hơn chục năm trước, tức là chuyện Crimea, chuyện một cái gọi là một cái quốc đảo, một cái hòn đảo. Crimea là hòn đảo của Ukraine trong cái thời gọi là thời trước cộng sản, rồi đến cái thời trong cộng sản, tức là thời Xô Viết, thì Ukraine nắm quyền đối với Crimea. Nhưng trong cái thời kỳ mà gọi là mở cửa, gọi là giải phóng khỏi chế độ cộng sản, thì người Nga tràn ngập vào Crimea. Rồi cuối cùng chính những người Nga tràn ngập vào Crimea như vậy đó mới đưa ra một cái gọi là cái trưng cầu dân ý, cái kiểu như trưng cầu dân ý để xác nhận đất này là đất của tôi. Việt Nam của chúng ta sở dĩ có cái cuộc biểu tình 2018 là người ta nhìn thấy ra cái chuyện đó. Vân Đồn, Bắc Bân Phong bảo rằng 100 năm, tự do 100 năm cho người ngoại quốc vào gọi là đầu tư những cái vùng đó, là 100 năm gọi là tự do đầu tư. Nhượng đất coi là nhượng địa 100 năm. Đâu có cần tới 100 năm thì mất đâu. Hãy nhìn Crimea, hãy nhìn Crimea. Chưa tới 20 năm mất rồi. Thì cái chuyện Bắc Vân Phong, Vân Đồn hay là Phú Quốc của Việt Nam, liệu nó có đợi đến 20 năm để nó tuyên bố độc lập hay không? Độc lập hoặc là vào với tàu hay không?
tức là vùng những vùng gọi là vùng 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 hải ngoại của tàu ấy không, chắc chắn. Và chắc chắn nó sẽ không như cái chuyện khi mê là 20 năm mà 5 năm 6 năm thôi, tràn ngập. Khi mà tràn ngập người như vậy à, đưa đến cái chuyện trưng cầu dân ý. Thì khi trưng cầu dân ý thì là gì? Tại vì nó là độc lập, gọi là những vụ độc lập, không phải là độc lập về kinh tế, độc lập văn hóa và kinh tế, à độc lập về hành chính và kinh tế. Độc lập về hành chính thì còn mẹ gì nữa. Cho nên người ta xuống biểu tình, người ta xuống đường, anh chị em xuống biểu tình là vì vậy. Đó là cái chủ quyền, người ta nhìn thấy cái chuyện Kim Mê nó rõ ràng như thế và người ta lên tiếng. Và đáp lại cái sự lên tiếng của lòng yêu nước đó là tù, 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 đánh đập, giết chết, hạ độc. Vậy chúng nó là ai? Cái bọn cầm quyền chúng nó là ai? Tại sao chúng nó giết những người yêu nước như vậy? Tại sao chúng nó bỏ tù những người yêu nước như vậy? Hãy nhìn cái chuyện Kim Mê để nhìn đến gọi là những cái vùng đất gọi là Vân Đồn, Bắc Vân Phong hay là Phú Quốc của Việt Nam, để chúng ta nhìn thấy thân phận của chúng ta là ai, để chúng ta nhìn thấy đất nước Việt Nam có độc lập hay không. Độc lập đéo gì. Trở lại cái chuyện Ukraine, người ta nhìn vào cái chuyện Ukraine đang ồn lên ngày hôm nay, quân sự như thế này, quân sự như thế kia, Putin và quân đội của Nga hục, tức là chuẩn bị rất là ghê gớm, và Ukraine đã huy động lực lượng quân sự lên vùng biên giới là một nửa quân lực, một nửa quân đội quốc gia của Ukraine, gọi là dàn hàng. Và đằng sau cái gọi là lực lượng đó, lực lượng quân sự của Ukraine đó là ai? Chúng ta nhìn thằng Macron mới đây nó đi sang bên Địa Trung Hải. Nó gặp những người gọi là lãnh đạo của Địa Trung Hải, của khối Ả Rập. Và ngay sau đó nó diễn ra một cái cuộc gặp gỡ tiếp theo của các tiểu vương quốc Ả Rập với nhau. Tức là xung đột chính trị trong các bàn hội nghị chính trị đang xung đột ở cấp đỉnh cao, ở cấp chiến lược. Và tại sao cái điểm nóng nó lại là xảy ra ở Ukraine? Nó đang giống như là một cái lò lửa hết sức dữ dội ở Ukraine. Ukraine là đại bản doanh của Khazaria Mafia. Dòng giống gọi là một cái tập đoàn đứng đầu của 13 dòng họ Do Thái. Thực ra gốc của chúng nó không phải là gốc Do Thái. Gốc của nó là lên Ukraine đó. Là đất, từ đất Ukraine, từ vùng gọi là Black Sea, Biển Đen. Gốc gác của chúng nó là từ vùng Biển Đen, dần dần lan ra và trở thành một cái dòng tộc đặc biệt. Dòng tộc đó, ông Giê-xu là cái người cầm gậy vào trong đền Jerusalem và phang tưới sự đù mẹ chúng này. Nơi đây là nơi thờ cha ta, chứ không phải nơi đây là nơi buôn bán tiền. Dòng họ Giê-xu, những người của dòng họ Giê-xu, tinh thần của dòng họ Giê-xu là dí, là đập, là phá cái đền Jerusalem, là việc đầu tiên chỉ mặt đánh là đánh ngay. Tụi Khazaria, tụi buôn tiền ở Jerusalem. Và ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy sau 2000 năm cái thế lực của Khazaria nó đồng tiền của nó như thế nào. Hệ thống ngân hàng dòng họ Rothschild nắm. Hệ thống năng lượng của thế giới dòng họ Rockefeller nắm. Dày đặc là chúng nó hết. Big Pharma chúng nó nắm. Tức là về thuốc tây chúng nó nắm. Về năng lượng chúng nó nắm. Truyền thông chúng nó nắm. Các cái mô hình chính trị của các quốc gia, cái gì không được mua được bằng tiền thì mua bằng thật là nhiều tiền. Và ai có nhiều tiền trên thế giới này? Chúng nó hết. Nó rửa đầu chúng ta bằng truyền thông. Nó rửa đầu của chúng ta, con em của chúng ta bằng các trường đại học. Để ngày hôm nay chúng ta nói chuyện với con cái của chúng ta mà chúng ta đỡ mỏ, chúng ta nói không được. Chúng ta nhìn, bố rốt nát, mẹ rốt nát. Những cái hiểu biết của mẹ, những cái hiểu biết của bố nó để phát sinh rồi.
không nghe, mình nói gì thì nói, bố thường bố thì thường thế, nhưng nghe bố không có được. 100 đứa sinh ra tại hải ngoại ngày hôm nay 20 tuổi, 30 tuổi, 100 đứa, 90 đứa nó như thế. Và liệu rằng cái vướng liếng nhân lực 90 đứa gọi là hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa như vậy, nó làm được gì cho đất nước Việt Nam nếu với cái đầu, với cái đầu gọi là dân chủ quậy, với cái đầu dân chủ thổ tả? Đây là nỗi đau, nỗi đau đặc biệt của những người chết đi sống lại vì hai chữ tự do, những người vượt biển vượt thuyền, những người thuyền nhân, poor people. Đây là nỗi đau cùng cực. Chúng ta đi ăn mày tự do, và ngày hôm nay chúng ta bị phản bội ngay từ chính trong gia đình của chúng ta. Nhâm Thanh Tòng, có một nhóm bạn đã dùng một chùm lá cho một lít nước nóng nấu thơm gần với mùi gạo chanh. Người uống sau một tuần thần khí phục hồi tốt dù trước đó là bị đột quỵ. Anh Nhâm Thanh Tòng chắc đang đề cập đến cái chuyện lá thông kim phải không? Vâng, lại trở lại chuyện lá thông kim. Đây là thông ngũ trầm tùng. Lá luôn luôn nó mọc lên, nó dựng lên, chứ nó không có như là thông Himalaya. Thông Himalaya là lá nó xuống và nó dài. Đây một cái lá năm này đó là nó chỉ có chừng 3 phân thôi, 3-4 phân thôi. Hiện đây cũng đề cập đến cái chuyện là thông kim 3 lá và thông kim 5 lá hoặc thông kim 2 lá. Có những người phản ứng đối với những anh chị em gửi lá thông kim ở vùng Lạng Sơn, Cao Bằng, và người nhận thì lọc ra, lựa ra thì thấy nó có những cái, trong những cái chùm 5 kim nó lại có những chùm 3 kim. Thì các anh chị em lọc ra, các anh chị em rất là hoang mang. Và các anh chị em nói là này là những người này bị trộn vào, làm trộn vào. Tôi không ai ngu dại đi trộn như vậy cả, tại vì nó mất rất nhiều công. Hơn nữa đó là cái vùng của Cao Bằng, Lạng Sơn đó là cái vùng nguyên liệu rất là nhiều. Tại vì nó nhiều là vì do chính người Tàu, người ta bỏ tiền ra để mua tận gốc bán tận ngọt. Họ bỏ tiền ra cho đồng bào của chúng ta thả cây ở trên rừng, tức là thả giống ở trên rừng, cắm giống ở trên rừng. Rồi 5 năm sau, 10 năm sau là khai thác nhựa hoặc khai thác cành lá để bán cho người Tàu, tức là những cái thương lái của Tàu. Cho nên nó có một cái vùng nguyên liệu hết sức là nhiều, cho nên sẽ không ai bỏ thời giờ đi trộn cái chuyện lá ba kim vào trong đó. Đây là ngũ trâm tùng, tức là nguyên tắc đều là gốc năm, nhưng trong cái gốc năm này, trong những cái gốc năm này nó có những cái là đôi, tức là chỉ có hai thôi, tức là phải tính theo số đồng. Thường là 10, tức là 10 cái chân gốc gọi là 10 cái chân gốc của năm lá thì nó lẫn vào trong đó 2-3 cái chân gốc là nó hoặc là 2 lá hoặc là 3 lá. Cho nên đừng có hoang mang. Đặc biệt là đối với anh chị em ở bên Tây, những người Tây là tôi hiểu rất rõ là họ làm việc rất là chân thật. Thì ở bên này cũng vậy, tôi là người đi tước lá, đi nhặt lá, đi tìm lá từng chiếc một, từng loại cây một, và tôi hiểu một cách cụ thể rằng trong một cái chùm như vậy, thí dụ như là tôi lấy thí dụ là 20 cái gốc, 20 cái chân gốc như thế đó, thì thế nào nó cũng có những cái không phải, tức là nếu là 5 kim thì nó cũng lẫn vào 2 kim, hoặc là những loại 2 kim thì nó có lẫn vào một vài cái gốc là 3 kim, nó không có hại. Còn cái loại 3 kim là tất tần tật nó là 3 kim hết, nó chỉ loại, tức là nó lạc loài vào một vài cái, một vài cái chân 2 kim thôi, còn hầu hết nó, tức là nó là 90% là 3 kim. 3 kim không phải là xấu, không phải
là không dùng được, nhưng nó chỉ dùng ngoài da, người ta dã, người ta bó vết thương bầm dập hoặc là phong thấp, hoặc là người ta nấu thành tinh dầu, chiết xuất thành tinh dầu và người ta hít, tức là tinh dầu. Tiện đây cũng nói về tinh dầu, một số dầu thông, tinh dầu thông, tinh dầu Scotland, các anh chị em ở bên Âu Châu đã gửi về Việt Nam, ở Mỹ cũng vậy, cũng như là Sylvester, tức là hai kim tán Sylvester, đây là cái loại đó, đây là của tiệp khắc, những người ở tiệp họ chiết xuất. Một số những anh chị em hỏi uống thì một với cái kinh nghiệm của tôi đó, một cái ly như thế này, tức là ly to, ly này tôi nghĩ là 1/3 lít, một cái tách, một cái ly như thế này chỉ bỏ một giọt mà thôi nếu uống, tại vì chúng ta nhỏ vào đó, mà hai giọt trong một cái ly như thế này là những người có bệnh bao tử đó là phiền đấy. Cho nên chỉ là một giọt thôi. Chủ yếu của những cái loại này đó là người ta hít. Đem đi làm cũng vậy, tức là cứ tiếng đồng hồ thì người ta lại hít 3-4 lần, tức là hít, người ta để tay, để hai ngón tay lên như này, để vào mũi, để không có cái này nó tiếp cận vào da, tại vì nó lột da. Tiếng đồng hồ hít 2-3 lần như vậy. Tắm cũng vậy, một cái bồn tắm thì ở Việt Nam thì ít bồn tắm, ít người dân, bình dân của chúng ta thì tắm bằng chậu, thì cái chậu đó là chúng ta thì một chậu bự như vậy, thì giỏ vào trong chậu nó cùng lắm là 3 giọt để tắm, tức là khi mà chúng ta đã tắm sạch sẽ rồi thì cái chậu cuối cùng đó là cái chậu bỏ vào chừng 3 giọt này, đó là tắm. Cho nên đừng có lạm dụng. Nhiều khi các anh chị em không hiểu rõ đó, sẽ lạm dụng, thì lạm dụng đó là nó sẽ sinh ra những cái, đặc biệt là về bao tử. Cho nên xin nhắc lại cùng với các anh chị em đó là cái này đó, dốc xuống một cái thì nó ra một giọt. Nó đã chế biến như vậy, dốc một cái nó ra một giọt, thì một ly này chỉ là một giọt thôi. Ly này là khoảng 1/3 lít, là một ly chỉ có một giọt nếu chúng ta uống. Rất cần thiết. Và vì thế đó, tôi lại lập lại cái chuyện giống anh em của chúng tôi sẽ đi hái và gửi trái về, tức là gửi hạt về để các anh chị em ương. Các anh chị em ở Đà Lạt hoặc ở những từ Lâm Đồng đổ lên, hoặc là ở miền Tây cũng được, nhưng mà nếu có núi, tức là những vùng núi nó cao cao một chút xíu, tức là cái không khí nó là núi, tức là so với mặt biển nó chừng 500 mét hơn trên mặt biển là nó thích hợp được với thông rồi. Thì rất nên trồng, bởi vì chúng ta làm được nhiều chuyện kinh doanh sau này, không phải là chỉ có chuyện lấy vỏ, lấy nhựa thông, mà cái chuyện chiết xuất thông, chúng ta để trong xe hơi, cái dầu thông, tinh dầu thông để trong xe hơi, mở nắp ra rất là thơm. Trong nhà của chúng ta cũng vậy, đốt nến, chúng ta nhiều người là đốt nến trong nhà, thì chỉ một giọt này vào trong một cái nến bự là nó thơm lừng cho đến hết cái cây nến luôn. Hết cái nến là cả hàng tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ, thì nó sẽ giữ cái mùi đó cả hàng 3-4 tiếng đồng hồ trong căn nhà của chúng ta. Và với cái mùi này là mấy thằng cúm chạy hết, gặp mùi này cúm chạy hết. Cho nên các anh chị em hãy liên lạc với những người có cái khả năng cung cấp tinh dầu cho các anh chị em. Chúng tôi là những người không làm kinh doanh, và chúng tôi đã tham gia vào cái giai đoạn đầu tiên để tạo ra một thói quen, một
một gọi là đâu đó là một phong trào để chúng ta nhìn cái giá trị hữu ích của thông kim, là thông kim hai lá và thông kim năm lá. Nếu chúng ta trồng thì tại sao chúng ta không trồng năm lá? Năm lá giá trị cao hơn hai lá. Tuy nhiên những cây năm lá mà ở Âu Châu hay ở Mỹ Châu đó, nó sẽ không có giá trị, nếu mà gọi là trà, làm trà để uống thì nó sẽ không có giá trị bằng hai lá mà ở vùng thổ nhưỡng của Việt Nam, đặc biệt là vùng thổ nhưỡng biên giới của Việt Nam và Quảng Đông, Quảng Tây, Quảng Đông. Cái vùng đó là tức là nó có vùng thạch anh, đá thạch anh, chính cái chất núi đá thạch anh nó tạo ra một cái dược tính hết sức đặc biệt cho những loại cây thông, cây hồi và trà. Vâng, chị Minh Nguyệt, VinFast là VinFast đó anh, toàn là phét lát. Vâng, quả thực là họ phét lát. Tuy nhiên chúng ta cần phải nhìn là họ rất là giàu có, và tiền đâu để họ giàu như vậy. Và cái sự giàu có đó ngày hôm nay đang dịch chuyển, tức là tài sản. Tại sao họ đang gọi là đất nước Việt Nam là đất nước đáng sống, thì tại sao họ đang làm giàu, họ đang là tỷ phú bậc nhất ở Việt Nam mà họ phải chạy như vậy? Cho nên hãy nhìn đó là một cách trốn tiền, đó là một cách chạy tiền. Tin tức gọi là tình báo của những thằng như thằng Phạm Nhật Vượng, tức là tin tức tình báo của những thằng làm tư bản là đầu óc siêu độc. Tôi nói Phạm Nhật Vượng chứ tôi không nói thằng Quyết còi, nó là cái thằng rẻ rách, nó là thằng tay sai của bọn tàu thôi, chứ nó là thương gia cái gì. Vượng thì nó là thương gia đấy, nhưng cái thằng Quyết thì nó cứt còi, không đáng để chúng ta nói đến. Những cái bọn chọc phú đó, những chọc phú do người khác chọc ống đu đủ và đít mình để thổi. Anh Lâm Tiến có hỏi về bác Nguyễn Xuân Nghĩa. Tôi nghĩ rằng ông Nguyễn Xuân Nghĩa sức khỏe không có được tốt lắm. Tuy nhiên đối với tôi đây là một nhân lực quý. Tư duy và kiến thức của ông Nguyễn Xuân Nghĩa là hết sức đáng quý. Không phải là chỉ có lá thông kim, các anh chị em mà chúng tôi làm việc chung ở bên Mỹ đó là cũng đã bào chế ra một cái phác đồ để trị liệu về cái hậu gọi là hậu Covid, về cái hậu vaccine. Thì các anh chị em nếu muốn tìm hiểu, nó có cái trang tâm đồ mục vụ. Rồi nó có cái trang hôm qua đó, trong cái live stream tôi với anh Phải, tôi thì không có ở đây, của anh Phải có chạy lên là Trà Thiên An. Thì các anh chị em ăn tạc nét ngày hôm nay hãy khai thác để tìm hiểu. Đây là những người hết sức uy tín, và đây là những người mang nhiều kiến thức về thuốc của nhiều dân tộc, của nhiều giống dân, đặc biệt là giống dân Bách Việt của chúng ta, đặc biệt là Ấn Độ, Ai Cập và Mexico. Ngày hôm nay nói đến Mexico chúng ta thường coi thường, bởi vì họ có vẻ nghèo, giống như Tây Tạng nghèo. Nhưng tiền thân của Tây Tạng, văn minh của Tây Tạng xa xưa, 5.000 năm trước, 4.000 năm trước, thì nó hết sức là đặc biệt. Cũng như là Mexico ngày hôm nay.
cái tầng văn hóa cổ của Mexico là tầng văn hóa của Maya. Tầng văn hóa Maya. Và với những tầng văn hóa như vậy thì kiến thức, gọi là kiến thức dược của họ là tuyệt vời. Và kiến thức về về dược thảo của họ là tuyệt vời. Thì chúng tôi sẽ cố gắng để phối hợp liên lạc để giới thiệu đến các anh chị em, kể cả là một nhóm ở Hà Nội. Chúng tôi cũng sẽ làm việc để giới thiệu với các anh chị em về những công trình mà các anh chị đó chất lọc trong cái mục tiêu là dùng dược thảo để giải trừ những tiêu cực của vaccine. Ngày hôm nay người ta chỉ có khoảng 25% con người trong thế giới này, 25% nhận ra rằng vaccine nó có vấn đề, vaccine nó có những vấn đề tiêu cực, nó có các cái chất độc trong đó. Và những người họ chính thức, họ lên tiếng, họ đã chấp nhận chết. Tôi nghĩ rằng những người trí thức, những người giàu có, thật sự là những người giàu có, thật sự là những người trí thức mà họ dám chết để bảo vệ một ý tưởng của họ, một công trình của họ, bảo vệ sự thật của họ, thì cái sự thật đó, cái điều mà họ đem đến cho chúng ta phải hết sức thận trọng để tìm hiểu, đón nhận và tìm hiểu. Chứ không nên gọi là giữ một cái thái độ là ta giỏi và ta nghĩ rằng cái chuyện đó là chuyện tào lao, chuyện cây cối, chuyện thuốc thông, rồi là chuyện vaccine, đó là chuyện âm mưu, là thuyết âm mưu. Giờ này chúng ta đang đứng ở một cái giai đoạn nó gần như nó cuối cùng, giai đoạn cuối cùng của thuyết âm mưu. Tôi lại trở lại cái chuyện Ukraine, nó không đơn giản như nhiều người đang nhìn rằng Ukraine là nó là chuyện của NATO và Putin, tức là Nga, tức là NATO với Nga tranh chấp với nhau ở Ukraine, và có thể nó diễn ra một cái chiến tranh cục bộ nào đó. Cái đó nó chỉ là cái bề ngoài, cái đó nó chỉ là gọi là cái áo may ô của ông nông dân mà. Còn bản chất của vấn đề, cái cơ bắp của ông nông dân, trái tim của ông nông dân, nó liên quan đến thế lực Illuminati, nó liên quan đến Mafia Khazarias, một cái tập đoàn thống trị thế giới ngày hôm nay. Nói đến điều đó để chúng ta thấy rằng ai đang làm náo loạn, ai đang tạo ra những biến động mà càng ngày càng làm tiêu cực cái lũ Mafia Khazaria. Một vài live stream trước tôi có đề cập với các anh chị, ông Tom mà ông không có lực lượng thì ông chết mẹ ông rồi, chết như Kennedy trước khi là mãn nhiệm kỳ, chứ không phải là sau gọi là hết cái nhiệm kỳ của ông. Chết y chang như Kennedy. Mà tại sao ông ta chưa chết? Tại sao ngày hôm nay ông ta vẫn phây? Và tại sao ngày hôm nay rất nhiều những sự tỉnh thức, đây tôi gọi là tỉnh thức thật sự, những người dân chủ, những người phò dân chủ của Mỹ đã bắt đầu tỉnh thức thật sự. Và cái vốn vinh quang dành cho Black Lives Matter, tức là da đen là tuyệt đối, da đen đáng sống hay da đen cần sống, cái món quà đến với gọi là Black Lives Matter là cái gì? Là vaccine của dân chủ, vaccine của Mafia Khazaria, nhắm vào cưa sạch, cắt sạch bọn đen. Đó là lý do tại sao cực kỳ nhiều người đen, người da đen họ không có tiêm chích. Tại sao cái chuyện Wanderlust, tức là những cái quốc gia hải ngoại, những cái lãnh thổ hải ngoại của Pháp, thậm chí đem súng ra chơi luôn, đem dao đem súng ra chơi luôn, không phải hiền lành như biểu tình Tây
biểu tình ở Pháp là chỉ có gào thét vớ vẩn, biểu tình ở Waterloo, biểu tình ở Martinique, tất cả đều là người da đen cả. Và họ hiểu được cái vaccine này, việc quan trọng đối với họ là tiêu diệt chủng tộc của họ, tiêu diệt ADN, bản gen ADN da màu. Và vì thế họ chống đến cùng, và chống bằng dao, chống bằng gậy gộc, chứ không phải là chỉ chống bằng lời gọi là văn minh giống như là Paris, tức là không phải là chống hiền lành giống như là ông Huỳnh Công Phải, là đi trong đoàn biểu tình cả mấy chục tuần lễ là gào thét. Họ không phải là gào thét xuống, họ chơi bằng đủ thứ có thể chơi được, và màu sắc chiến tranh đang bắt đầu diễn ra tại nơi đó. Cho nên cái thế lực gọi là thế lực Khazaria đó, nó đang bị co lại. Người ta đang đánh, người ta đang tấn đánh. Cái câu chuyện mà ông Donald Trump, ông nói rằng à tát cạn đầm lầy. Chúng ta hơn một năm trước chúng ta nghe kêu là mẹ cái anh chàng này, mẹ Washington, anh chàng nó gọi là cái đầm, thì anh chàng này, anh chàng có vấn đề, đầu óc có vấn đề. Và khi ông ta mới lên cầm quyền là ông ta chỉ ngay vào cái mô hình xã hội chủ nghĩa là cái này là rác, cái này là làm hại. Có một quốc gia nào, có một đất nước nào mà đi vào mô hình xã hội chủ nghĩa mà tiến bộ hay không, mà thành công hay không? Cho nên nước Mỹ sẽ dứt khoát thải loại, dứt khoát bài trừ, dứt khoát đuổi cổ cái mô hình xã hội chủ nghĩa. Khi ông ta nói điều đó ở Liên Hợp Quốc, bản thân tôi có nói mẹ thằng cha này điên, nước Mỹ làm gì mà có chuyện xã hội chủ nghĩa, nước Mỹ làm gì có cái chuyện mẹ kéo cơ cộng sản lên được. Nhưng than ơi, một năm trời vừa qua chúng ta nhìn thấy nước Mỹ là gì, xã hội chủ nghĩa chứ còn con mẹ gì nữa. Và xã hội chủ nghĩa tức là loạn xà ngôi, gọi là một cái nồi thắng cố. Nước Mỹ ngày hôm nay là cái nồi thắng cố, và 2 năm nữa, 3 năm nữa, 4 năm nữa vẫn là cái nồi thắng cố này, thì thực sự nó sẽ chỉ là một nồi cháo heo mà. Nước Mỹ sẽ trở thành một nồi cháo heo nếu như lực lượng, gọi là lực lượng bảo hiến của họ không trở lại, không nắm lại, nếu như ngũ giác đài vẫn cứ gọi là ngơ ngơ ngáo ngáo giống như ngày hôm nay. Cái chuyện ngũ giác đài ngày hôm nay để trả lời được họ ngơ ngáo thật sự hay là họ giả vờ ngơ ngáo, chúng ta chưa trả lời được đâu. Ngay như cái chuyện tòa Bạch Ốc, khu vực tòa Bạch Ốc, rồi là quốc hội rào, hàng rào bao nhiêu hàng mét, hàng rào bao nhiêu, hệ thống hàng rào bao quanh tại Washington, nó đâu phải là chuyện đùa, không hề là chuyện đùa. Nó có cái gì đó mà chúng ta chưa hiểu được, hoặc là chúng ta chưa muốn hiểu. Bởi vì hiểu làm cái gì, đời sống của chúng ta mẹ vợ đẹp con khôn, ăn uống thoải mái, được đéo gì phải lo, phải đi tìm những cái chuyện là dưới hầm nó có cái gì, cái chuyện gọi là đầm lầy nó đang làm sao. Ngay như cái chuyện ngày hôm nay, từ 4 năm tháng này rồi, chứ không phải là ngày hôm nay, tôi hụt chết ở bên Đức, khi chạy về là bị ngập lụt ở vùng Khôn, là tôi chạy vào trong vùng ngập lụt, mẹ con chó nó chu, tôi không hiểu tại sao mẹ con chó con này nó chu như thế này. Và cuối cùng có một người ta thương tình, người ta phóng xe, người ta chạy theo, cái ông đang chạy vào chỗ chết, ông đang chạy vào chỗ chết, tại vì nước nó sẽ lên và ông không ra được nữa. Và giữa gọi là đồng không mông quạnh như vậy, khi mà nước lên như vậy, tôi còn cái gì? Thì từ đó đến ngày hôm nay, tức là từ ngày 16, ngày 17 tháng 7 cho tới ngày hôm nay, bao nhiêu cái sự kiện gọi là hầm hố ở Thụy Sĩ, hầm hố ở Đức, nó xáo xào ở dưới lòng đất. Chúng ta đâu biết đâu. Chúng ta vẫn thấy Covid, tức là chúng ta tá hỏa vào trong cái chuyện Covid. Mà cái chuyện Covid
nó đang là cái chuyện thay đổi. Những người gọi là những người từ tâm, những người có tâm, không ai có thể dám làm ra một cái kế hoạch như kế hoạch Covid. Chỉ có bọn quỷ nó mới dám làm thôi. Và khi mà mọi người đều bị tẩy não rồi thì làm sao để cho người ta tỉnh? Muốn cho những người đã bị tẩy não mà tỉnh được thì phải là 1975. Việt Nam Cộng Hòa, dân miền Nam mẹ là mê xã hội chủ nghĩa, mê Hồ Chí Minh, ủng hộ Hồ Chí Minh. Ban ngày thì là lính quốc gia, ban đêm thì là lính cộng sản. Vì thế mới có cái chuyện là gọi là giải phóng miền Nam, mới có chuyện là cộng sản chiến thắng vinh quang toàn miền Nam. Và sau cái chiến thắng đó, người ta mới hết ngu. Thế giới ngày hôm nay cũng vậy. Nếu không có cái chuyện vaccine thì thế giới còn ngu cho đến chết. Thưa các anh chị em, cuối cùng của Live Team ngày hôm nay, một lần nữa xin các anh em stop cái chuyện nói cái người vaccine này là ngu. Tức là mày không trích vaccine là mày là bọn ngu, mày là bọn làm hại. Hoặc là ông đã trích vaccine rồi, ông là bọn ngu. Chúng ta đừng như những con kiến bị ném vào trong một cái bát, và chúng ta dơ càng kiến chúng ta chuẩn nhau trong cái bát đó, làm trò cười cho cái bọn Deep State, cho cái bọn thế giới ngầm, cho cái bọn hầm cầu. Giết được hầm hố, lụt. Chỉ có lụt mới giết được hầm hố. Chỉ có lụt thì bọn ong, bọn kiến, bọn bọ mới từ dưới đất bò lên. Và khi nó bò lên là triệt tiêu. Cái câu chuyện ở Ukraine đang diễn ra như thế. Cái câu chuyện ở Úc đang diễn ra như thế. Cái câu chuyện ở Đức cũng đang diễn ra như thế. Và câu chuyện ở Tàu cũng đang diễn ra như thế. Người ta nói rằng là chống cộng. Tự do là phải chống cộng. Chống cộng nghĩa là tự do. Nó đang thành thời thượng. Nó đang thành xa vời. Nó đang thành tiếu lâm. Khỏi cần chống cộng. Thằng cộng sản cũng sẽ chết nhăn răng trong vòng mười mấy tháng cho đến 20 tháng sắp tới. Khỏi cần chống cộng. Chúng ta nắm được sự tự do của dân tộc của chúng ta bằng cách tỉnh thức càng sớm càng tốt để giữ gìn dòng giống của chúng ta. Giữ gìn bằng cách nào? Hãy tìm những phương thuốc để thải loại những độc tố trong con người của chúng ta. Phải nhìn rằng rất ít người đi tìm để thải độc tố trong cái giai đoạn gọi là 6 tháng của một kỳ, gọi là tức là tiêm trích trong vòng 6 tháng đến 7 tháng. Đó là cái thời gian còn có thể tống được những sự độc hại ra khỏi cơ thể của chúng ta. Sau thời gian đó có thể cũng tống được, nhưng nó mệt mỏi hơn. Hoặc là chúng ta phải chờ đến một cái thế hệ, còn một thế hệ y tế mới. Thế hệ y tế mới của giường mét, của năng lượng, và đâu đó nó đụng đến cái niềm tin của chúng ta, đụng vào một cái lực lượng thiên hà, một cái nền văn minh không từ trái đất. Tất cả những chuyện đó chúng ta tưởng rằng nó là chuyện hoang đường, nó là chuyện tiêu lâm, nó là chuyện tưởng tượng, nó là chuyện viễn tưởng. Thưa rằng nó đang xảy ra. Vấn đề là chúng ta có biết mở mắt ra chúng ta nhìn hay không? Xin kính chào các anh chị em.